Hello, em chào toàn anh chị bà con cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời nói, lời chúc sức khỏe và an lành trong cuộc sống cho anh em mình nha. Sáng nay về được rất là nhiều xe và cũng được rất là nhiều anh em qua ủng hộ. Hôm nay là ngày tốt, sáng giờ cũng được 7 xe ra đi anh em. Nói chung là rất là vui và mừng luôn. Là những xe khách cọc bữa giờ nay khách lấy được ngày tốt lấy ha. Bên em anh em nhìn nè, quá trời lắc xe luôn. Anh em qua lựa thoải mái vô tư nha. Tầm tiền từ 100 triệu cho đến là 200, 300, 400, 500, 600, 700 anh em ha. Rất là nhiều luôn anh chị nhìn nè, con cốc, phơm dài, phơm ngắn, số sàn, số tự động, máy xăng, máy dầu có đủ luôn. Tính coi xe đó hay gì anh trai? 47 triệu á, 47 triệu, sơn làm đẹp 10 triệu, còn mà giảm hơi thì nó khoảng chừng có 3 triệu mà. Qua điện ảnh đó. Dạ, máy ngon lắm á, coi đại đi, có lấy chìa khóa không? Lấy chìa khóa ra chưa? Hãy thử rồi, cũng hụt ra. À, thử rồi ha. 4 mâm 4 vỏ mới, đăng kiểm mới luôn á. Tính là nó rẻ hơn con trong 60 mà con trong hết kiểm. Con này muốn giảm có 3 triệu thôi, còn mà làm đẹp 10 triệu. Atis này mới vừa đăng kiểm nè anh em. Atis này mới vừa đăng kiểm mới nè. 4 mâm 4 vỏ mới, sơn si đẹp nè, 158 triệu. Ghế nỉ rin, túp ly nỉ rin, biển số xanh ngày xưa, số mới số trắng, xe ngay chủ còn ủy quyền luôn. Đó, có 100 mấy à. Mới về em Camry nữa nè anh chị, Camry 2 lá 2, đầu đạn, túi khí, ABS, bản full, mâm lốp đẹp, biển số 60K. Đó, mâm lốp đẹp không? 170 triệu, 169 triệu đi, 169 triệu cho nó đã, 69 quay đầu anh chị ạ. 169 triệu anh em, có 100 ghi chất lượng chưa? Đó, tí xíu lên sóng chi tiết cho anh em mình luôn. Đó, quá trời trong này nè, Innova, Fortuner, quá trời Focus rồi nữa nè, ở trong có Vios, Accent rồi nữa. Tí xíu trưa nay lên sóng Accent 211 nhập Hàn Quốc, xả lỗ cho anh em mình luôn, 295 triệu tự động. Đó, mấy xe này là ngày xưa mình bán nè, khách vừa quay lên ủng hộ ha. Vinger cũng mới về anh em ha. Vinger đó để cho anh em mình 198 triệu xe cọp lắm anh chị nha. Karen nó nằm quá trời luôn. Đó, Cru với Serato 405 triệu, 216 chạy 60 ngàn nữa nè. Cru 210 nữa nè, đang xả lỗ luôn. Cru này 210 luôn, đang xả lỗ luôn anh chị. Nhiều xe lắm. Ở đây cũng có mấy khách đang xem xe nè, morning này cũng mời gờ bến nè. Cho anh tập lái bán về anh chạy cho khoảng nửa tháng bán lại anh chị ha, tập lái. Xe đó có 130 mấy triệu thôi. Vios E nữa nè. Vios E này 185 triệu, ABS túi khí bản đủ anh chị ha. ABS túi khí 4 mâm đúc, 4 hắn đĩa. À, tí xíu lên sóng Accent này với Awel luôn nè. Awel này đang để cho anh em mình 200 triệu, riêng nguyên con đời 2016, nỉ riêng chạy 70 ngàn, 70-80 ngàn. Accent đẹp quá nè anh chị ha. Accent số tự động, xe nhập hàng đó. Đang bán 310, 310 giờ giảm cho anh em mình còn 295. Quá đã luôn, nhiều xe lắm anh em qua lựa. Trong kia có máy dầu nữa kìa anh chị ha. Máy dầu hôm qua có quay cho anh em mình xem á, máy dầu trong kia còn xe tải nữa. Morning thì còn quá trời luôn. Laser cũng có 110 kiểm mới nữa nè. Rất nhiều anh em ủng hộ ha. Sáng nay quá nhiều anh em đến ủng hộ rất là vui. Lấy đi con xe đó là giá rẻ lắm. Tí xíu em lên sóng là bán á. Anh em đợi mình tí nha. Em tính dạ. Nói á, dạ em vừa 180, em thiếu lại mười mấy triệu đó, rồi lần sau em xuống em gấp lại được không? Được, bình thường á, cho nợ lên mười mấy triệu dạ, bình thường. Morning đẹp quá nè. City này tí xíu lên sóng cho anh em mình xem luôn nè, 295 nè. Morning tí xíu lên sóng cho anh em mình xem luôn ha, 215 bản đủ của gia đình anh chị ha. 2017 á vậy, 2017 bản đủ á. i10 này hôm qua cũng có lên sóng sơ sơ cho anh em mình xem rồi, 168 triệu. Ở trong thì cũng còn khá là nhiều dòng. Thì anh em mình có thể qua tham khảo lái thử, chạy thử với em ha. Số sàn tự động, máy xăng, máy dầu gì đó cũng quá trời quá đất luôn. Anh em qua lựa thoải mái nha. Màu trắng có Cru này, có Vios nè, Civic nè, Tina nè, Highlander, Livina nè. Trong này có Mondeo, Camry, Livina, Tida, Jolly, nhiều lắm. Tầm tiền vài chục, 100, 200, 300, 400 nhiều lắm anh em. Anh em qua tham khảo lái thử, chạy thử thoải mái vô tư ha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Đó, rồi ok, cảm ơn. Hẹn gặp anh em clip sau. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Anh em mua xe nào liên hệ cho em qua số 0866 6789 71 ha. Địa chỉ anh em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre. Cảm ơn anh em mình nhiều nha.